Ngày xưa ngày xưa, ở làng nọ có đôi vợ chồng thư sinh nghèo nhưng hiền lành, tốt bụng. Mình đam mê viết chữ đến thế, hiềm nổi giấy đắt đỏ chẳng thể mua được mà viết. Ôi, tôi ngồi buồn thì viết lên mặt đất cho hay thôi. Nhà nghèo, lo ăn còn chưa nổi, nghĩ gì đến có giấy để viết chữ chơi. Thời buổi này cũng chẳng có ai quan tâm đến cái chữ cả, ngoài những người đam mê như mình. Đam mê thôi, chứ tôi nào tài cán gì. Thi cử đến mấy độ rồi mà chẳng đỗ đạt gì hết, chỉ làm khổ mình và con. Sao mình lại nói thế? Gia đình cứ vui vẻ, hòa thuận là đủ rồi. Em may vá tốt, vẫn sống đủ, mình không phải lo. Bố mẹ ơi, con đi thổi cơm cho bố mẹ ăn nhé. Chù choa, cô Ngọc Thạch của bố mẹ ngoan quá, còn không đi chơi, ở nhà giúp mẹ nấu cơm à. Ngọc Thạch của bố mẹ còn nhỏ mà thật hiểu chuyện, thật chẳng gì khiến bố vui sướng hơn. Gia đình họ tuy nghèo nhưng lúc nào cũng rộn rã tiếng cười, cho đến một ngày. Trời ơi, bệnh tình của mình nặng đến thế này sao? Để tôi đi mời thầy Lan đến coi bệnh cho mình. Vào đông năm nào em chẳng phát bệnh, mình gọi thầy Lan làm gì? Nhưng chưa bao giờ mình ho thổ ra máu như thế này cả. Có lẽ do trời năm nay lạnh hơn mọi năm, mùa đông lại đến sớm hơn nữa, nên bệnh kéo dài thành ra thế. Bệnh mãn tính, mình có gọi thầy Lan cũng chỉ thế. Hơn nữa, nhà mình làm gì có tiền. Trời ơi là trời, thân tôi là nam tử hán mà chẳng thể lo nổi cho vợ con. Tôi thật vô dụng. Ai bảo mình vô dụng? Mình có tài viết chữ, chẳng qua chưa ai nhận ra thôi. Mình lại an ủi tôi rồi. Càng thế tôi càng thấy mình hèn mọn. Mình đừng dạy vò như thế, em lại bệnh hơn đấy. Thôi, tôi không nói nữa. Để tôi đi nấu cơm cho mình ăn. Mình gắng ăn mới nhanh khỏi được. Vợ mình ốm mấy ngày vẫn chưa khỏi, chỉ còn sót lại một ít gạo thế này thì sống sao nổi. Mà mình ơi, sắp đến Tết rồi phải không? Chết thật, Tết nhất đến nơi em lại ốm thế này, chẳng có gì đón năm mới. Đúng là gần hết năm đến nơi rồi. Mình nấu cho em bát cơm, để em lấy sức may vá được tí nào tốt tí ấy. Ai lại thế bao giờ? Mình cứ nghĩ đi, để tôi lo. Tôi làm thân nam nhi mà chẳng lo được gì cho mình, tự trong lòng thấy xấu hổ lắm. Mình cứ cả nghĩ làm gì, chẳng qua cái tài của mình chưa có ai cảm nhận được đấy thôi. Đời này tôi thật hạnh phúc khi có mình làm vợ. Mình đừng lo, tôi sẽ có cách. Này, mình định đi đâu đấy? Tôi tính sang mấy nhà giàu xem họ có cần người viết chữ hay không, thì tôi viết thuê. Tuy nhiên, những nhà giàu lại không hứng thú gì với việc này. Không còn cách nào khác, Đỗ lại đành phải ôm bụng đói trở về nhà. Gió mùa đông lạnh buốt thế này, mình phải về nhanh thôi. Trời ơi, cụ bà quần áo rách rưới thế kia, đi đâu giữa trời đông lạnh giá thế này chứ? Cụ ơi, cụ có sao không? Lạnh, lạnh quá. Nhà con đây rồi, cụ vào trong nhà cho đỡ lạnh rồi hẳn tính tiếp. Ai đấy? Mình chạy giúp tôi tấm niệm rơm cho bà lão nằm. Ừ, đợi em làm ngay. Để con đi đun nước cho cụ uống cho ấm. Khổ thân bà cụ, trời lạnh thế này mà mặc có mỗi manh áo rách thế kia sao chịu nổi. Để em đi lấy chút gạo còn lại trong nhà, mang đi nấu cháo cho cụ ăn. Ừ, để cụ nghỉ một lát cho ấm người. Mình nấu cháo xong thì gọi cụ dậy ăn cũng được. À, nhưng mà gạo tôi vẫn chưa kiếm được, trong nhà là chỉ còn một chút. Nấu cháo cho cụ thì nhà mình ăn bằng gì? Mình tính sau, bà cụ đang cần có chút cháo ấm vào người, nếu không nhiễm lạnh mà chết thì tội. Mình lại còn đang ốm nữa, thế mà tôi lại... Thực là tôi vô tâm, quên mất. Sao mình lại nói thế? Việc này mình làm là rất chính đáng, chúng ta nên cứu giúp người là phải nhẽ. Thôi không nói nhiều, để em đi nấu cháo cho kịp. Ôi, cụ tỉnh lại rồi. Cụ mau ăn bát cháo cho lại sức đi ạ. À, là mọi người đã cứu lão à? Cụ làm cả nhà con lo lắng quá. Bà ơi, con đun nước ấm rồi,
bà ăn cháo xong uống một ngụm là hết ốm ngay. Chà, tôi đúng là được gặp thần tiên ở hạ giới thật rồi. Cả gia đình đều tốt bụng quá. Cụ đừng ngại, cụ ăn cháo luôn nhé, không lại để nguội quá. Mọi người cùng ăn với lão đi cho vui. Chúng con không đói, cụ cứ ăn trước đi. À, thế lão ăn trước vậy. Cảm ơn gia đình ta nhiều lắm. Nhà mình chẳng còn gì để lót dạ đêm nay, nhưng nói ra chỉ e bà lão không dám ăn nữa. Thôi thì giúp người là điều nên làm, có đói một hôm cũng chẳng sao. Ngày mai mình sẽ cố gắng kiếm gạo về cho vợ con sau vậy. Mình viết chữ gì đấy mà lấy giấy ở đâu để viết thế? À, tờ giấy tôi nhặt được trên đường, tôi đang viết chữ phúc ấy mà. Nhà anh biết viết chữ sao? Cha con viết chữ đẹp lắm, nhưng chẳng ai quan tâm. Con à, sức khỏe của con đang không được tốt đấy. Mỗi khi mùa đông đến là cháu lại như vậy, cơ thể luôn cảm thấy yếu đi. Có lẽ do không chịu được lạnh. Đun một ít nước rồi bỏ nó vào, sắc lên và uống. Khi uống xong, bệnh của con sẽ khỏi. Ôi, thật thế sao ạ? Con cảm ơn cụ. Trời ơi, sao bà lại xé nó đi vậy? Anh cứ bình tĩnh. Bình tĩnh sao được? Không dễ gì tôi mới nhặt được tờ giấy này. Sắp đến năm mới, cả nhà chỉ có mỗi chữ phúc này để dán lên là để cầu cho sang năm sau gặp vận may. Sao cụ lại xé nó đi chứ? Thử lấy chữ phúc ta xé, mở ra xem là hình gì. Wow, đẹp quá. Cha ơi, con thấy chữ phúc mà cha viết như có một con cá chép cuộn quanh vậy. Con chưa từng nhìn thấy chữ viết nào đẹp như thế bao giờ. Cha cũng chưa từng nhìn thấy kiểu chữ này bao giờ. Cứ như một phép thuật vậy. Trời ơi, hóa ra bà là... Bà là bà tiên xuống để giúp đỡ gia đình con phải không? Ta nhìn ra các con có thể đưa bát cơm cuối cùng cho một người không quen biết như ta, cho thấy gia đình các con là một gia đình thiện đức. Những gì các con gặp hôm nay kỳ thực cũng coi như là kiếp số các con vậy. Ta có ít tiền, con cầm đi mua chút gạo để vợ con đón Tết vui vẻ. Vợ con từ nay trở đi không mắc bệnh nữa đâu. Con của con cũng sẽ có một tương lai tốt đẹp. Hãy biến các con chữ và các con người, đồ vật xung quanh trở nên có hình khối như thế này. Sau đó con mang loại giấy này ra chợ và vào những nhà giàu có, chắc chắn sẽ bán được giá tốt. Treo chữ này lên ngày Tết là tượng trưng cho sự phồn thịnh giàu sang. Gia đình con đời đời ghi nhớ công ơn này của cụ. Ta được thần tiên ủy thác xuống nhân gian tìm người thiện đức để truyền lại kỹ năng này. May sao ta gặp đúng gia đình con, hãy trân trọng điều này. Sau khi được bà lão truyền dạy, vợ chồng Độ cùng nhau làm tranh cắt giấy. Chồng viết chữ, vợ cắt thành chữ. Vì không ai biết làm loại tranh độc nhất vô nhị này nên tranh cắt giấy của cả nhà bán được rất chạy. Nhà nhà đều dán tranh cắt giấy để tượng trưng cho sự phồn thịnh giàu sang. Kể từ đó, trong dân gian truyền nhau tập tục này làm tranh cắt giấy vào mỗi ngày Tết đến xuân về. Bàn tay đẹp nhất. Này bác chủ vườn ốm nên không đi chở táo với mình được. Mà táo chín quá rồi, không chở xuống chợ thì hỏng mất. Phải cố gắng làm xong việc mới được. Nhớ là cuối tuần này chúng ta có buổi tiệc ngoài trời đấy nhé. Bên bờ sông thơ mộng vào chiều thu, ánh nắng vàng nhẹ nhàng, gió thổi hiu hiu. Chúng ta thưởng thức những món ngon. Chà, chỉ nghĩ đến thôi tớ đã hào hứng lắm rồi. Tớ cũng thế. Làm ơn cho tôi qua với nhé, xe táo nặng quá. Úi, úi, đâm vào người ta bây giờ. Tránh ra đi. Úi, úi, úi. Xin lỗi, tại xe táo tôi đẩy nặng quá. Đi đứng vô duyên đến thế là cùng. Đúng là thiếu lịch sự. Đường này chỉ có mình cô và xe táo của cô chắc. Xe táo nặng quá nên tôi phải gồng mình xuống mới đẩy được. Mong các quý cô thông cảm. Bao nhiêu người qua lại, cô đi thế thì chết người ta.
Nặng thế thì chở ít thôi, lại còn tham. Thôi đi thôi, đừng dây vào những người buôn kẻ chợ này. Thật là làm mất đi vẻ đẹp sang trọng của chúng ta. Xem kìa, trông mặt mũi cũng đâu đến nỗi già lắm, mà sao bàn tay cô ta như bà lão 80 thế nhỉ? Ừ nhỉ, bàn tay xấu thật. Này cô, đàn bà con gái phải biết làm đẹp, chăm sóc vẻ bề ngoài của mình chứ. Ai lại để đôi tay nhăn nheo, xước xác xấu xí thế kia. Cô có cần chúng tôi tặng cho vài món đồ mỹ ký để trang trí không? Thôi thôi, đều trang sức lên đôi tay này, chỉ tổ phí đồ trang sức. Chúng ta đi thôi, nói thêm một lúc nữa là cô ta khóc bây giờ. Kể ra cũng đáng thương cho những người phụ nữ như cô ta. Có lẽ cả đời không biết đến những món trang sức đắt tiền là gì. Nho mùa này thật là mỏng và ngon. Xem kìa, quả nho mỏng và ngon thật, nhưng nhìn còn không đẹp bằng bàn tay của Lina. Quả là bàn tay Lina rất đẹp. Mình cũng thấy bàn tay của mình đẹp thật. Thực ra trong đám bạn chúng ta, ai cũng có bàn tay đẹp cả. Phải đó, chúng ta đều đẹp cả. Mình đã phải suốt ngày chăm chút cho bàn tay mới được như thế này đấy. Mình cũng thế, hằng ngày mình đều phải dùng tinh dầu hoa hồng để massage cho tay. Còn mình thì dùng dầu ô liu để chăm sóc tay đấy. Ngoài ra, mình còn chẳng đụng tay vào bất cứ việc gì đâu. Cần giữ gìn cho nó thật mượt mà mềm mại. Đẹp thật. Chà, tay của Lina trắng muốt, thon dài đẹp thật đấy. Chuyện, nếu mà để đặt lên bàn cân thì tay của tớ là đẹp nhất. Các cậu thấy không, nó còn đẹp hơn khi đeo chiếc nhẫn kim cương này đấy. Chiếc nhẫn kim cương này mình phải đặt tận bên Ai Cập gửi về đấy. Cả thế giới mới chỉ tìm được hai nơi có loại kim cương này thôi. Rất quý và hiếm, không phải ai cũng có đủ khả năng sở hữu nó đâu. Các cậu xem, bàn tay mình cũng rất đẹp, đâu có thua chị Lina đâu chứ. Tay của mình nữa, không hề kém bàn tay của các cậu đâu nha. Nhưng chẳng ai có chiếc nhẫn kim cương giá trị giống mình cả. Bàn tay đẹp phải được châu chuốt, trang trí bởi những món trang sức quý giá, đắt tiền thì vẻ đẹp mới càng được tôn lên. Thật ra chiếc vòng đá màu xanh ngọc quý này của mình cũng rất là hiếm có khó tìm. Càng đeo vào tay mình, nó càng sáng bóng ra đấy. Chao ơi, nhìn càng lâu thấy bàn tay mình càng đẹp. Mình thấy mình có đôi bàn tay đẹp nhất đấy. Chỉ có thể đẹp mới xứng với chiếc nhẫn đính đá giá trị thế này. Tay mình mới đẹp nhất. Thôi đi, tay mình đây này, nhìn xem, nó càng duyên dáng khi đeo đính đá quý trên tay. Chẳng ai có thể so bì được bàn tay của mình cả. Nhìn xem, mình còn mới làm bộ móng tuyệt không. Thôi đi, các cậu đừng tranh cãi nữa. Đằng kia có một bà lão đang đi tới đấy. Để công bằng, mình sẽ gọi bà ấy vào và hỏi xem trong chúng ta, ai có bàn tay đẹp nhất. Được thôi, cứ gọi bà lão ấy đến đây đi. Mình tin bà ấy sẽ chấm tay mình đẹp nhất cho mà xem. Bà lão ơi. Các cô gái xinh đẹp, các cô vừa gọi lão đấy à? Hãy cho chúng tôi biết ai có đôi bàn tay đẹp nhất. Lão, lão đang mệt quá vì đói. Từ hôm qua tới giờ, lão chưa có gì vào bụng cả. Đôi mờ cả mắt, không thể nhận ra đâu là bàn tay đẹp nhất cả. Hãy cho lão ăn gì đó một chút đi. Sau đó, lão sẽ trả lời cho các cô. Chỉ nhờ bà có một chút mà bà ra điều kiện ngay. Chúng tôi chẳng có thứ gì cho bà ăn được đâu. Thôi, để cho bà ta đi đi. Nhìn bà ta bẩn thỉu thế kia, cũng chẳng thể phân biệt được đâu là đẹp, đâu là xấu đâu. Phải đấy, bà ấy chẳng thể biết thế nào là cái đẹp. Tốt nhất, hãy tìm một người giàu có sang chảnh thì đánh giá mới chuẩn được. Xin lỗi, hai người có thể dừng lại một chút cho chúng tôi xin đôi lời nhận xét được không? Rất sẵn lòng, thưa quý cô. Ngài và quý cô đây quả là những người tốt, cảm ơn hai người. Làm sao có thể nỡ từ chối những quý cô xinh đẹp lịch thiệp ở đây chứ? Ngài và quý cô đây có thể cho chúng tôi biết ai có đôi bàn tay đẹp nhất trong này không? Chà, tay ai cũng đẹp thế này, đúng là khó quá. Bà ơi, bà có cần cháu giúp gì không? Trông bà có vẻ mệt lắm. Tôi đang mệt thật vì đói cô ạ. Ồ,
Thế thì bà dừng lại đây, cháu vẫn còn phần ăn trưa chưa dùng đến, bà dùng tạm cho đỡ mệt. Như thế thì ngại quá, cô không ăn trưa thì làm sao có sức làm việc. Ôi, cháu còn trẻ không sợ đói đâu ạ. Để cháu chiều bà vào đây ngồi nghỉ mát và dùng bữa nhé. Bà mau ăn đi, bữa trưa của cháu hơi đơn giản nhưng cũng ngon lắm đấy ạ. Có để ăn là mừng rồi cô gái ạ. Cô tốt quá. Bà đừng ngại, bà cứ ăn no đi. Ăn xong bà cứ nghỉ ngơi một lát rồi hãy đi. Cảm ơn cô. Bà đã thấy người khỏe hơn chưa ạ? Lão thấy khỏe lắm rồi. Bàn tay của cô gái đẹp quá. Bà thật là biết đùa quá. Chưa ai nói tay của cháu đẹp cả. Cháu lao động từ bé, tay thô cứng và chai sạn lắm. Lão không đùa đâu, lão nói thật lòng. Gặp được người như cô, lão thật may mắn. Cháu cảm ơn bà đã khen ngợi, bà làm cháu ngại quá. Cảm ơn đã cho lão một bữa ăn ngon và một buổi trưa nghỉ ngơi thoải mái tuyệt vời. Giờ thì lão phải đi rồi, tạm biệt cháu. Các cô gái giàu có và xinh đẹp. Chúng tôi không có gì cho bà đâu, bà đi đi. Tôi không đến xin các cô thứ gì cả. Tôi chỉ muốn chỉ cho các cô biết. Hãy nhìn về phía đằng xa kia, có cô gái đang làm việc hái táo ở đó. Cô ấy chính là người có bàn tay đẹp nhất. Bà lão thật ngớ ngẩn. Cô gái bẩn thỉu kia làm sao có bàn tay đẹp như chúng ta được? Đúng thế, bà thì biết gì về cái đẹp chứ. Bàn tay đẹp chỉ thuộc về những người làm việc thiện và sẵn sàng giúp đỡ, phục vụ những người khốn khó. Vẻ đẹp của đôi bàn tay tăng lên nhờ những việc làm tốt, chứ không phải nhờ đồ trang trí hào nhoáng bên ngoài như các cô đâu. Nhà vua dạy con. Giữa trưa hè nóng nực mà tên lính kia cứ đứng mãi ở chỗ nắng làm gì thế? Bị phạt sao? Dạ thưa bệ hạ, đây là người hầu trong cung của hoàng tử. Hôm trước hắn lỡ mai làm đổ mực ra cuốn sách yêu thích của hoàng tử, bị phạt phơi nắng giữa trưa trong vòng một tuần. Trước đó hắn đã bị những người thân cận hoàng tử cho một trận đòn rất đau rồi đó ạ. Hoàng tử vẫn hơi chút lại nổi nóng vì mấy chuyện con thế này sao? Dạ xin bệ hạ cho thần được phép nói thì thần mới dám nói ạ. Được, ta cho phép ngươi, cứ nói những gì ngươi biết. Ngươi còn lạ lắm gì tính của ngài ấy ạ. Mỗi khi không hài lòng về điều gì, hoàng tử đều vô cùng giận dữ. Đám hầu cận ở cung khác đều rất sợ hãi mỗi khi đến phiên làm việc ở cung của hoàng tử. Thằng bé này càng lớn lại càng chẳng ra gì cả. Cùng ta đến cung hoàng tử. Bệ hạ cẩn thận, cái quái quỷ gì vậy? Ta tập luyện cả buổi đã mệt nhọc rồi mà các ngươi lại mang cho ta thứ trà nhạt nhẽo nóng dậy thế này sao? Muốn điên lên mất. Xin hoàng tử thứ tội, hoàng tử thứ tội, tôi sẽ đi đổi nước lạnh ngay cho ngài, mong ngài bớt giận. Ngươi hầu hạ bên cạnh hoàng tử cũng được một thời gian rồi mà không biết bổn phận của mình. Thôi hoàng tử, phải dạy dỗ cho cô ta một bài học để người khác làm gương ạ. Người đâu, lôi cô ta ra ngoài đánh đòn đi. Vâng, thưa hoàng tử, thần sẽ đánh cho cô ta một trận thật đau để lần sau không tái phạm nữa. Khoan đã, hoàng tử, ta đã dặn con phải cư xử ôn hòa, đúng mực với hạ nhân cơ mà. Người ăn kẻ ở không phải họ đúng một lỗi nhỏ là con có quyền trách phạt họ vô tội vạ như vậy. Cha ạ, mỗi người có một cách cai quản người trong cung của mình riêng. Xin cha đừng can thiệp vào chuyện con dạy bảo những kẻ tôi tớ này, dù cha có là cha của con đi chăng nữa. Không phải con là bề trên thì muốn làm gì cũng được. Con cần thay đổi cách cư xử của mình với mọi người đi. Con xứng làm hoàng tử cao quý sao? Tự nhiên con thấy trong người không được khỏe, xin phép cha, con đi ra ngoài hóng gió một chút đây ạ. Con chưa nghe hết lời ta dạy dỗ đã to gan muốn rời đi là sao? Thật chẳng còn phép tắc gì cả. Ta chỉ có mình hoàng tử cũng thông minh nhanh nhẹn,
nhưng mà tính cách nóng nảy và hung hăng của nó khiến ta rất buồn lòng. Hoàng tử vẫn còn trẻ nên vẫn còn có thể uốn nắn được. Xin bệ hạ hãy bình tĩnh nghĩ cách dạy bảo hoàng tử. Trời đã sắp tối, vừa hay chúng ta lại gần tới một ngôi làng rồi, thưa bệ hạ. Ra ngoài di hành, đi bộ mãi làm ta cũng thấm mệt rồi. Các ngươi mau dựng lều đi, hôm nay nghỉ tạm ở đây một đêm vậy. Hoàng tử của ta thông minh, giỏi giang là thế, nhưng tinh khí của nó càng lúc càng tồi tệ, làm ta thật không yên tâm chút nào. Phải làm sao để dạy con đây? Ta thật sự rất kỳ vọng vào đứa con này. Vậy đi ông chủ ơi, không thể bỏ lỡ một đêm đầy sao thế này được. Ôi vào cái con vẹt này, muộn rồi mà còn quấy nhiễu ta làm gì thế hả? Ta đang buồn ngủ lắm đây. Đây là rừng rậm hoang vắng, quanh đây còn có người sao? Thì ra là một con vẹt đang nói chuyện với chủ nhân của nó. Nhưng mà giọng nói này nghe quen lắm. Lâu lắm rồi mới lại có miếng mồi ngon tự dẫn xác tới thế này đấy nha. Chúng ta sắp có nhiều vàng bạc, đủ hưởng thụ cả đời rồi, vậy mà ngài định không quan tâm thật sao? Kẻ này, ta có muốn kiếm chắc cũng không được, mất mạng cả nhà như chơi. Giàu có đổi đời sau một đêm thì ai chẳng muốn, nhưng hắn là vua mà, ta có thể đụng vào sao? Đầu chủ hèn nhát, vua thì có gì đáng sợ, vua cũng là người. Ngài cho hắn ngửi một chút hương tẩm thuốc mê, sau đó chém một đao là xong cả. Người đó cũng phải, hắn ra ngoài di hành không mang theo nhiều tùy tùng, không thể làm khó ta. Chỉ cần ta giết hắn là có một món hời lớn trong tay rồi. Thì ra đây là tên cướp khét tiếng, từng bị bắt năm xưa. Không ngờ sau khi mãn hạn tù đây, hắn vẫn ngựa quen đường cũ, lại còn định ám sát ta. Các ngươi mau dậy đi, chúng ta phải rời đi ngay lập tức. Có chuyện gì gấp sao thưa bệ hạ? Đi mau, chỗ này có bọn tướng cướp đang ẩn náu, không nhanh chúng ta sẽ mất mạng dưới tay của chúng. Hình như chúng đang vội vã rời khỏi đây. Chắc là cái mồm quan quát của thứ dẹp nhà ngươi làm lộ kế hoạch hết rồi. Trong bộ dạng sợ hãi của chúng thì không thể chạy xa được đâu. Ngài hãy thả đàn chó săn ra, chờ chúng đuổi theo mau đây. Được, được, dù sao cũng đã thế này, thôi đành liều một phen vậy. Đứng lại, tất cả mau đứng lại, không được để chúng thoát. Để lại vàng bạc cùng tất cả những món đồ quý giá, chúng ta sẽ tha mạng cho các ngươi. Bằng không, khi bắt được sẽ không tha cho bất kỳ kẻ nào. Nhanh lên, bảo vệ bệ hạ. Trời ơi, mau xuống đó xem bệ hạ có sao không. Mọi người xem kìa, trước mắt là một ngôi nhà tranh, bệ hạ cần phải nghỉ ngơi. Chạy cả đêm, ai trong chúng ta cũng đã thấm mệt rồi. Nơi đây cũng là làng mạc, bọn cướp chắc không dám lộng hành. Thôi thì vào đây xin dừng chân một chút, chắc các ngươi cũng chẳng đi nổi được bao nhiêu nữa. Các khách tới nhà, mời vào nhà chơi. Các khách tới nhà, mời vào nhà chơi. Ồ, là một con vẹt biết nói. Con vẹt này đẹp quá. Chào mọi người, không biết đây là những khách quý từ đâu tới? Chúng tôi là khách buôn đi đường, đã gắn đi cả đêm để tránh cướp. Sáng nay ra thấy nhà ông chủ khang trang sạch sẽ quá, muốn vào xin được nghỉ ngơi một chút. Ồ, mời các vị vào trong nhà, chúng tôi rất sẵn lòng. Vẫn còn may vì mọi người đều bình an. Tên cướp hung hãn ấy trước giờ chưa từng tha cho bất kỳ ai cả. Hắn là nỗi ám ảnh đối với tất cả người dân trong vùng. Cũng may là chúng tôi tới được đây, không thì cũng không còn sức mà đi đâu cả. Các vị đừng nói nữa, mà uống trà đây kẻo ngồi. Được rồi, ta uống ngay đây. Người thông minh quá. Lời nói của con vẹt này khiến người ta vui biết bao. Còn con vẹt tối qua ta gặp cũng thông minh không kém. Nó chỉ nói một lời cay nghiệt với tên chủ, thế mà làm chúng ta chạy trốn cả đêm đến khổ. Hay, có phải ngài nói tới con vẹt của tên cướp đúng không? Có thể các ngài không tin, nhưng con vẹt ở thôn bên ấy và con vẹt này là anh em cùng mẹ. Thật sao? Bảo sao chúng nó thông minh đến vậy? Cùng một mẹ sinh ra
Mà tại sao chúng lại có tính nết khác nhau như vậy? Một con thì vô cùng độc ác, một con lại hiền hòa, lương thiện. Chúng khác nhau là kết quả ảnh hưởng của môi trường xung quanh mà thôi. Anh có con vẹt này ở bên cạnh tên cướp, nên nó chỉ học được sự hung ác, tàn bạo. Cũng phải, ngài hòa nhã, điềm đạm thế này, đương nhiên con vẹt ở bên ngài lâu năm, nó cũng sẽ có tính cách lương thiện giống như chủ của mình. Ta tập luyện cả buổi đã mệt nhọc rồi, mà các ngươi lại mang cho ta thứ trà nhạt nhẽo, nóng dậy thế này sao? Muốn điên lên mất. Xin hoàng tử thứ tội, hoàng tử thứ tội, tôi sẽ đi đổi nước lạnh ngay cho ngài, mong ngài bớt giận. Ngươi hầu hạ bên cạnh hoàng tử cũng được một thời gian rồi, mà không biết bổn phận của mình. Thưa hoàng tử, phải dạy dỗ cho cô ta một bài học, để người khác làm gương ạ. Người đâu, lôi cô ta ra ngoài đánh đòn đi. Dân, thưa hoàng tử, thần sẽ đánh cho cô ta một trận thật đau, để lần sau không tái phạm nữa. Phải rồi. Cuối cùng thì ta cũng đã biết cách dạy con trai út của mình như thế nào rồi. Cảm ơn ngài đã giúp ta tìm ra cách giải quyết sau bao nhiêu ngày trăn trở. Ngẫm lại, lâu nay mỗi khi không hài lòng, ta cũng hay nổi nóng với con trai mình. Những người hầu cận cảnh hoàng tử cũng rất nóng tính, nên càng lớn nó càng lại bướng bỉnh khó chịu. Bệ hạ, ý của ngài là hãy đổi những người hầu hiện tại cho những người hầu cận hiền lành, điềm đạm đến ở bên cạnh hoàng tử. Bản thân ta cũng sẽ thay đổi, không mắng mỏ mỗi lần gặp con nữa. Thần tuân lệnh. Đúng là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Thần nghĩ chắc chắn sau lần thay đổi này, tính khí hoàng tử sẽ hiền hòa hơn trước rất nhiều. Cuối cùng thì sau lần di hành này, ta cũng đã phải trải qua nhiều nguy hiểm, nhưng cuối cùng thì ta đã nghiệm ra được nhiều điều, thật không uổng công vô ích. Máy tính tiền đầu tiên. Ông chủ, rượu ở đây luôn rất tuyệt. Đó là lý do mà khách của quán lúc nào cũng đông. Chúc ông chủ làm ăn ngày càng phát đạt nha. Cảm ơn ngài, không dám tự mãn, nhưng trong vùng này khó mà tìm được quán nào có rượu ngon như của chúng tôi. Mời ngài lần sau lại tới nha. Nhất định rồi. Tại sao lại như thế này? Rõ ràng quán rất đông khách, số lượng hàng được bán ra rất nhiều, nhưng số tiền thu vào thì lại ít hơn mình dự tính. Hình như có điều gì bất ổn thì phải. Chả nhẽ các nhân viên của mình. Mình nhất định phải tìm ra được lý do vì sao lượng khách không tương đương với doanh thu đem lại. Cảm ơn quý khách, hẹn gặp lại. Chúc quý khách buổi tối vui vẻ. Felix, tại sao cô lại làm như thế chứ? Dạ thưa ông, tôi chỉ đút tiền vào túi để mang tới quầy nộp lại cho ông đấy chứ. Ông đừng có hiểu lầm. Sao cơ? Tôi thấy tận mắt cậu bỏ tiền vào túi thế kia mà còn chối sao? Dạ ông chủ đừng trách nhầm tôi như thế ạ. Mong rằng ông chủ hãy cẩn thận trước lời nói của mình và hãy đưa ra được bằng chứng xác thực trước những lời mình nói, vì điều đó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi ạ. Cảm ơn anh đã giúp tôi có cơ hội được tham quan khoang máy của chiếc tàu này. Nếu không theo hướng kinh doanh thì tôi đã là một thợ cơ khí đấy. Đây là gì thế, thưa anh Harry? À, đó là một thiết bị để ghi lại số vòng quay chân vịt của con tàu đấy, James Reedy ạ. Một thiết bị được tạo ra để đếm số vòng quay. Vậy một thiết bị tương tự để đếm các dịch vụ tiền mặt thì sao nhỉ? Nếu có một chiếc máy như thế này, nó sẽ giúp ích rất nhiều cho hoạt động kinh doanh tại quán rượu. Anh nghe bảo em đang đi tàu để du lịch sang châu Âu mà, sao lại về sớm thế này? Có việc gì làm em không vui sao? Anh cứ nghĩ vài tháng nữa em mới về. Dạ, trong dự định của em là vậy. Nhưng trong quá trình ấy, em đã vô tình nảy lên một ý tưởng, nó thôi thúc em phải quay về ngay và thực hiện nó anh à. Em không thể nào chờ đợi thêm được nữa. Ôi, ý tưởng đó là gì mà có sức hấp dẫn em đến thế James?
Nghe có vẻ thú vị đấy. Kể anh nghe xem nào. Trên con tàu trong chuyến du lịch châu Âu đó, em đã nghĩ đến một chiếc máy tính tiền. Khi thấy được một thiết bị đếm số vòng quay chân dịch của con tàu trên chuyến du lịch châu Âu đó, nó chỉ là ý tưởng chợt lóe lên, nhưng em cảm thấy rất có hy vọng với nó đấy, John. Ừ, đúng thế. Những phát minh hiện tại một phần cũng được nảy ra từ những sự tình cờ. Nhưng thật ra em cũng chưa hình dung rõ nó sẽ như thế nào, và nó có thật sự đạt được những gì em mong muốn hay không. Làm sao mà em hình dung được cơ chứ, nếu chỉ ngồi đây và nghĩ về nó. Anh em chúng ta cùng thực hiện thôi nào. Một tháng sau. Chào Daniel, giới thiệu với anh, đây là John, người anh đã cùng tôi thực hiện ý tưởng này. Hôm nay tôi và anh John đã hoàn thành chiếc máy, nên muốn giới thiệu với anh, cũng như mong rằng anh có thể cho chúng tôi một cái nhìn khách quan hơn về nó. Nhưng tôi đang rất háo hức đấy, James. Chúng ta sẽ có các hàng phím bên trái cùng các con số thể hiện giá trị từ 5 đến 95 cents, và bên phải với các con số tương ứng với số tiền đô từ 1 đến 9 đô la. Khi nhấn xuống, mỗi phím đại diện cho số tiền riêng lẻ sẽ được ghi lại. Doanh số bán hàng được thể hiện trên mặt số lớn với hai bộ số kim dài đồng hồ hiển thị số cents và kim ngắn hiển thị số đô la xung quanh chu vi của nó, và các kim chỉ số được vận hành bởi các phím. Một điểm rất tốt của chiếc máy này là thể hiện được số tiền khách hàng cần phải trả trên mặt đồng hồ. Tôi nghĩ chiếc máy này bước đầu đã đáp ứng được phần nào mục đích tính tổng tiền, nhưng vẫn còn có thể cải tiến hơn. Các anh nghiên cứu thêm xem thế nào nha. Cảm ơn Daniel đã cho chúng tôi những lời nhận xét trên. Chúng tôi sẽ hoàn thiện sản phẩm hơn. Ở phiên bản thứ hai này, chiếc máy tính tiền giống chiếc đầu tiên ở tất cả các chi tiết. Chỉ có một ngoại lệ là họ đã thiết kế một loạt các bánh xe số bổ sung gắn ở phía sau của máy. Em cảm thấy thế nào? Thú thật với anh, em vẫn chưa hài lòng. Như thế thì tốt đấy, James. Một sản phẩm tốt cần phải trải qua nhiều quá trình hoàn thiện và cải tiến. Mời anh, vì tâm đầu ý hợp, anh em chúng ta lại bắt đầu cuộc hành trình mới nha anh. Anh hoàn toàn đồng ý nha. Nhưng em thấy cần phải khắc phục hay cải thiện vấn đề nào nữa? Chúng ta sẽ tìm cách để đạt được sự lý tưởng đó, mặc dù có thể chưa thực sự đạt được kỳ vọng ấy. Trước mắt, em thấy chúng ta nên loại bỏ mặt tương tự đồng hồ, vì nó khá rườm rà. Ừ, anh cũng nghĩ thế. Nó thật sự không cần thiết, ta hoàn toàn có thể thay thế chúng. Một thời gian sau. Wow, nó thật khác biệt so với hai phiên bản trước. Thế vì giống như phiên bản thứ nhất và thứ hai là loại chỉ báo quay số, thì ở phiên bản thứ ba này, chúng tôi đã thay thế một dạng máy tính bảng bằng các số bật lên. Các chỉ số trên máy tính bảng là những tấm nhỏ có cùng giá trị tiền được khắc trên đầu các phím và được kết nối với các chỉ số bằng các thanh trượt dọc của máy. Đây dường như là một cải tiến quan trọng vì số tiền bán hàng được tiết lộ rõ hơn cho cả nhân viên thu ngân và khách hàng. Do đó sẽ tăng cường bảo vệ cho người bán, vì nó làm sáng tỏ công khai mọi giao dịch. Ôi, đây là gì thế thưa ông chủ? Nhìn lạ quá, lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó đấy ạ. Đây là chiếc máy tính tiền do tôi và anh trai chế tạo ra. Từ nay, chúng ta sẽ sử dụng chiếc máy này để tính tiền cho khách. Mọi giao dịch sẽ được công khai. Khách sẽ tới quầy bar tính tiền thông qua chiếc máy này, chứ không thanh toán tại bàn cho nhân viên phục vụ nữa. Tổng số tiền ông cần thanh toán là 80 đô la. Chiếc máy chết tiệt. Từ ngày có nó, việc bỏ túi riêng của mình dường như là không thể thực hiện được nữa. Trong tương lai, mình và anh John nhất định sẽ mở một nhà máy để sản xuất hàng loạt chiếc máy tính tiền này. Ngày 4 tháng 11 năm 1879, Ruti được cấp bằng sáng chế US 221360 của Mỹ cho máy tính tiền cơ học đầu tiên với tên gọi Ruti's Incorruptible Cashier, nhân viên thu ngân không thể bị mua chuộc của Ruti. Bộ phim dựa theo câu chuyện có thật về James Ruti, một ông chủ quán rượu, và ông John Birch, một thợ cơ khí,
Cả hai đã nhận được bằng sáng chế cho việc phát minh ra máy tính tiền vào năm 1879 tại Ohio, Hoa Kỳ. Ngư tinh. Ngày xưa đời thượng cổ, trong một cái hang trong vách núi lớn ăn sâu xuống đáy biển Đông, có một con cá thành tinh sống từ lâu đời. Nhanh lên nào mọi người ơi, bờ còn xa lắm. Nguy rồi, sao trời đang nắng đẹp bỗng dưng lại đột ngột sầm xì, mây đen kéo đến đen kịch thế này. Thôi rồi, thế là sắp bão. Bão to quá trời ơi, làm thế nào bây giờ? Vùng biển này có xoáy nước sâu, còn có yêu quái nữa. Cần 3-4 dặm nữa mới tới bờ, chúng ta phải nhanh lên. Mọi người, mau tránh đường khác đi. Làm gì còn đường khác cơ chứ, cả dãy núi này đã chặn ngang đường chúng ta rồi. Vẫn còn đường vòng kia mà, nghe nói dưới vách núi này có hai ngư tinh, không chừng cơn bão này là nó tạo ra để cản đường ta đó. Bây giờ không còn thời gian tránh sang đường khác nữa đâu. Đi đường vòng xa hơn là bị bão nhấn chìm đó. Ôi trời ơi, ngư tinh, ngư tinh hiện hình. Ông bà tổ tiên ơi, thần thánh ơi, xin cứu lấy chúng con. Đám mồi ngon của ta sắp chết đến nơi rồi mà la hét to quá. Xin yêu quái tha mạng, yêu quái tha mạng. Chúng tôi chỉ xin ngài cho đi nhờ một đoạn thôi ạ. Tha mạng sao? Đã mấy ngày nay ta không được một bữa no, xem ra các ngươi tới đúng lúc rồi đó. Cứu tôi với. Xin ngài, chúng tôi không thể nhẫn tâm nộp mạng ai cả. Xin ngài hãy tha mạng cho chúng tôi. Chúng tôi còn có mẹ già con thơ ở nhà chờ đợi, xin ngài rủ lòng thương với. Vậy thì hãy đón nhận cái chết đi. Trời ơi, lại là một chiếc thuyền chài của làng ta bị chết mất xác. Bao nhiêu người trên thuyền đã không thể toàn mạng trở về. Nhất định là con quái vật đó đã hãm hại họ rồi. Chính nó đã tạo ra cơn bão dữ dội ngày hôm qua để giữ chân họ lại nộp mạng. Ôi trời cao đất dày ơi, chúng con nào có tội tình gì, xin cứu lấy chúng con khỏi con yêu quái nanh ác. Cha ơi, cha về với con đi, cha còn nói sẽ mang về thật nhiều cá kia mà. Mình ơi, mình bỏ em bỏ con đi, không một lời từ biệt thế này sao? Mẹ con em biết sống thế nào đây? Thần thánh trên trời cao, hãy cứu giúp chúng con. Hạ giới quả thật khổ sở với con ngư tinh này. Chúng ta phải làm gì đó cho họ. Ngài định làm gì? Con yêu quái đó đã thành quỷ rồi. Mình nó dài hơn 50 trượng, miệng nó có thể nuốt chửng 10 người một lúc. Pháp lực của ta không đủ để giết chết nó đâu. Ta không phải đối thủ của nó. Chúng ta không thể giết ngư tinh, nhưng sẽ giúp được dân xây một cái cảng để thuyền qua lại. Phải rồi, vì sóng gió hiểm trở, không có lối thông, dân muốn mở đường đi khác nhưng đá rắn chắc rất khó đẻo. Nếu ta phá được hang thì con yêu quái đó cũng hết nơi ẩn náu. Nhưng không thể để đông đảo dân chúng biết sự hiện diện của chúng ta, lộ hết cả thiên cơ. Vì vậy nên đúng lúc trạng đông, chúng ta phải lập tức quay về. Nhanh tay lên các vị, dãy núi này phải được phá bỏ. Chúng ta phải hoàn thành trước khi trời sáng. Đám tiên này lại dám phá hang ổ của ta sao? Đừng có hòng, ta không để các người đạt được mục đích dễ dàng vậy đâu. Hỏng rồi, có tiếng gà gáy, tức là sắp đạn đông rồi. Chúng ta mau về thôi, dân chài dậy rất sớm. Lũ ngu ngốc, bị ta lừa cho mà không biết, sẽ không ai có thể ngăn được ta. Ta là ngư tinh mạnh nhất biển Đông này.
trời ơi, có thấu chăng trời, xin đừng bỏ mặc chúng con. Chúng con biết làm gì để sống bây giờ? Thật thương xót cho những con dân của ta chẳng có được cuộc sống bình yên. Lạc Long quân ta phải ra tay thôi. Quỷ Dạ Xoa, ta hạ lệnh cho ngươi phải cấm thần Biển Đông không được nổi sóng. Nổi trong ngày hôm nay, toàn bộ vùng Biển Đông phải yên ắng im lặng. Nếu ta thấy một đợt sóng lớn nào nổi lên, bất kể là do một sinh vật hắc ám nào, ta sẽ trừng phạt các ngươi. Thần xin tuân lệnh. Ngư tinh, tôi xin dâng ngài tế phẩm, mong ngài cho thuyền tôi qua đây thuận buồm xuôi gió. Ha ha, lại một tên dân chài ngoan ngoãn dâng mạng người cho ta để đi qua đây mà. Nhưng nó không biết là ta sẽ không tha cho cả nó sao? Thật là một lũ ngu ngốc. À, đau, đau quá. Quá ra là sắc, sắc nung. Tên đó dám lừa ta. Hắn dám lừa ta. Tên ngư dân to gan kia, người tới xấu rồi. Ta sẽ cho người biết thế nào là lễ độ. Tại sao? Sao biển lại không có sóng? Pháp lực của ta đâu cả rồi? Lẽ nào? Vì hôm nay ngươi sẽ xuống âm phủ đó, yêu quái. Biển cả nơi đây vĩnh viễn không thuộc về kẻ độc ác là ngươi nữa. Ngươi, ngươi là thần rồng Lạc Long Quân. Phải, và ta sẽ che chở cho dân lành. Những kẻ làm điều ác như ngươi phải trả giá. Bị mắc khối sắt nóng làm cho bỏng họng, ngư tinh yếu dần. Long Quân đưa xác nó ra biển. Nay chỗ đó gọi là Bạch Long Vĩ, thuộc địa phận Vịnh Bắc Bộ. Ngày nay dân gian vẫn còn truyền lại câu chuyện sự tích Lạc Long Quân đánh bại ngư tinh, trả bình yên về cho con người. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.